các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Ngồi quá nhiều có thể gây nên bệnh tim mạch. Theo một nghiên cứu mới ở Mỹ, ngồi ở bàn làm việc cả ngày có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn, ngay cả khi bạn tập thể dục vào thời gian rảnh rỗi. Các chuyên gia tại bệnh viện Brigham and Women's ở Boston cho biết, những phát hiện của chúng tôi thật sự nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh ngồi quá nhiều, bất kể bạn có hoạt động thể chất hay không. Tiến sĩ Kate Diaz, phó giáo sư y học hành vi tại Trung tâm Y tế Đại học Columbia cho biết, mặc dù ai cũng biết rằng ngồi quá nhiều có thể không tốt cho sức khỏe, nhưng nghiên cứu này đặc biệt hữu ích trong việc tìm hiểu về tư thế ngồi, vì nó có tác dụng đến tim mạch. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Học viện Tim mạch Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ gần 90.000 người đeo máy đo gia tốc và so sánh thời gian ít vận động và hoạt động của họ với các chẩn đoán sau này về tình trạng như đột quỵ, đau tim và suy tim trong những năm sau đó. Theo nghiên cứu, thời gian ngồi nhiều không chỉ liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn, mà dữ liệu còn có thể đưa ra hướng dẫn chung về việc ngồi. Các nhà khoa học thực sự khuyến nghị rằng không nên ngồi quá 10,6 giờ mỗi ngày, càng tránh ngồi nhiều càng tốt. Tiến sĩ Diaz cho biết, ngoài việc ngồi quá nhiều thì đứng quá nhiều và đứng yên một chỗ cũng không tốt. Đứng một chỗ như vậy, máu sẽ không cung cấp cho cơ bắp của bạn và nó sẽ không phân hủy đường và lipid một cách hiệu quả. Ông khuyến cáo mọi người nên đứng dậy và đi bộ chỉ cần vài phút sau mỗi nửa giờ đến một giờ hoặc khi bạn hoàn thành một nhiệm vụ trước khi chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo. Ông cho biết, đôi khi chúng ta nghĩ rằng có thể hoàn toàn bù đắp cho việc ngồi quá lâu là sau khi hoàn thành công việc, ta sẽ đi tập thể dục, ra ngoài và chạy bộ. Nhưng các hoạt động thể chất này không đủ để vô hiệu hóa những tác hại của việc ngồi nhiều. Trước đó, một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí PLOS ONE của Thư viện Khoa học Công cộng Mỹ, thì phụ nữ từ 60 tuổi trở lên ngồi quá lâu có nguy cơ tiểu không tự chủ tăng cao. Các nhà khoa học trong cuộc nghiên cứu đã chia sẻ, chúng tôi phát hiện ra rằng những phụ nữ mắc chứng tiểu gấp và són tiểu ngồi lâu hơn đáng kể so với những phụ nữ khỏe mạnh. Bất kể bạn bao nhiêu tuổi hay nặng bao nhiêu, nếu bạn ngồi lâu hơn khoảng 1/5 so với mức trung bình 18 phút mỗi lần, bạn có nhiều khả năng gặp vấn đề về bàng quang. Việc di chuyển nhiều hơn và giảm thời gian ngồi có thể giúp ích, đặc biệt là với chứng tiểu không tự chủ. Mira Robson, chuyên gia vật lý trị liệu sàn chậu tại tổ chức Lewisham và Greenwich NHS Trust của Anh, đã đồng ý rằng việc di chuyển nhiều có tác động lớn đến hành vi tiểu tiện, bất kể độ tuổi. Vì các sàn chậu xung quanh bàng quang cũng giống như các cơ ở những nơi khác trong cơ thể, bạn cần sử dụng chúng để giữ cho chúng hoạt động tốt. Di chuyển quanh nhà và đi bộ sẽ giúp bạn đảm bảo điều đó. Trên thực tế, nhiều phụ nữ phải chịu đựng vấn đề tiểu són, tiểu không tự chủ trong im lặng vì xấu hổ khi tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc không nhận ra rằng phương pháp điều trị rất đơn giản. Thay đổi lối sống, chẳng hạn như giảm cân, có thể giúp giảm áp lực lên bàng quang. Trong khi các bài tập sàn chậu thì có thể tăng cường cơ bắp. Chúng bao gồm việc siết chặt các cơ vùng chậu trong 10 giây rồi nghỉ ngơi, sau đó siết chặt trong 4 giây, 10 lần liên tiếp. Các nhà khoa học cho rằng 3/4 phụ nữ có thể giảm nguy cơ hoặc khỏi hẳn bằng những kỹ thuật này. Ngay cả khi bạn không có triệu chứng, phụ nữ nên thực hiện những bài tập cơ vùng chậu 3 lần một ngày, mỗi ngày, suốt đời để có thể ngăn ngừa chứng tiểu không tự chủ phát triển trong tương lai.